Đây là một chương trình gặp mặt dịp mùa thu của Hội Cao niên gốc Việt ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ, quy tụ sự tham gia của hàng trăm người cao niên sinh sống trong vùng. Thường thì các buổi gặp mặt sinh hoạt như thế này không chỉ gồm những tiết mục văn nghệ nhẹ nhàng để giúp mọi người thư giãn giải trí, mà còn có những món ăn nhẹ cho một bữa trưa thân mật, tạo ra một bầu không khí đầm ấm, vui tươi cho những người tới tham dự chương trình. Như tôi là 84 tuổi mà còn được gặp tất cả những bạn bè cùng tuổi hoặc là trên tuổi hoặc là dưới chút đỉnh tuổi để mà họp mặt như thế này thì là một sự vinh hạnh và hạnh phúc. Có thể nói đời sống tinh thần của người cao niên gốc Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ là rất phong phú. Xuyên suốt trong năm, các hội đoàn khác nhau trong cộng đồng thường xuyên có những chương trình văn hóa văn nghệ miễn phí phục vụ các cụ. Đặc biệt trong dịp mùa thu và dịp Tết Nguyên đán thì nhiều người thậm chí còn không thể tham dự hết các chương trình khác nhau diễn ra mỗi dịp cuối tuần. Dù ở trong tuổi cao niên nhưng mà lúc nào là mọi người quên cả cái tuổi của mình để mà vui sống, để mà sống thực tế đã qua cái giai đoạn mà tuổi trẻ làm việc cực rồi. Thì bây giờ là những người cao niên là phải biết sống cho mình. Đối với những người cao niên có thu nhập thấp, các tổ chức hội đoàn khác nhau trong cộng đồng còn có các chương trình thực phẩm miễn phí nhờ sự giúp sức của các siêu thị và ngân hàng thực phẩm trong vùng. Bên cạnh đó còn có những bữa trưa thân mật thường xuyên được tổ chức để tạo ra tình thân ấm áp cho mọi người. Tiếp sau những cái chương trình vui chơi giải trí âm nhạc với các cô bác trong hội cao niên thì chúng tôi vẫn thường xuyên tổ chức hàng năm để tưởng nhớ lại các anh hùng, cái nền văn hóa Việt Nam và cái duy trì căn bản cái cội nguồn của Việt Nam bằng các cái lễ như là tưởng nhớ vua Hùng, lễ Hai Bà Trưng và những cái lễ tổ tiên để mà ghi nhớ. Người cao niên gốc Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ chính là những người đi đầu trong việc gìn giữ truyền thống và văn hóa Việt cho các thế hệ tiếp nối. Dù cao tuổi, nhưng hầu hết mọi người đều rất nhiệt tình tham gia vào các sinh hoạt cộng đồng như thế này. Vui sống và tiếp tục đóng góp những gì có thể trong đời sống cộng đồng chính là phương châm sống của không ít bậc cao niên gốc Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ.